video spoil, thích thì xem, không thích thì đừng xem, mà đã xem thì đừng có chửi. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với video mới ra lò của Hải Đệ Tộc. Có thể nói, trung tâm của bộ anime ReZero chính là nhân vật chính Subaru cùng dàn harem của anh chàng. Tuy nhiên, cũng chính vì quá tập trung vào từng bước đi của Subaru mà hầu hết phần đà chúng ta đều quên bén luôn việc đặt ra câu hỏi hay thắc mắc cho những vụ việc diễn ra trong thế giới này. Đặc biệt là trước khi Subaru đến, những chuyện gì đã xảy ra? Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này thì đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của video này nha! Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi! Ở đây, mình sẽ sử dụng ký hiệu BA, viết tắt của Before Arrival, để thay thế cho cụm từ trước khi Subaru đến. 1000 năm trước khi Subaru đến, 1000 BA, Vương quốc Lunica được thành lập cách đây ít nhất 1000 năm. 400 năm trước khi Subaru đến, 400 BA, thời điểm này xảy ra một số sự kiện chính như sau. Sự kiện đầu tiên, phù thủy u sầu Hector truy đuổi phù thủy tham lam Echidna và tấn công thánh địa. Tuy nhiên, Echidna đã kịp thời tạo ra một kết giới để chống lại anh ta. Sự kiện thứ hai, đại thảm họa bắt đầu với sự xuất hiện của phù thủy đố kỵ Satella. Bắt đầu từ một ngày không xác định và vị trí không xác định, cô vô cớ phá hủy thế giới xung quanh cô, làm sụp đổ hầu hết các quốc gia cũ, giết chết nhiều người. Hành động của cô cũng làm thay đổi cả bản đồ địa lý của thế giới. Nhà hiền triết vĩ đại Flujo cùng với sức mạnh tổng hợp của người học viện Shaola, rồng thần Volcanica và kiếm thánh đầu tiên Red Astria đã cố gắng tiêu diệt Satella. Tuy nhiên, vì Satella không thể chết được, nên thay vào đó, họ đành phải phong ấn cô trong vùng rộng lớn của cùng các Ogria. Tháp cành Pilates vĩ đại được xây dựng để đảm bảo rằng phù thủy không bao giờ được giải thoát nữa. Sự kiện thứ ba, Lunica và nước láng giềng phía nam, đế chế Volatia, một lần nữa xảy ra chiến tranh. Vua của Lunica lúc bấy giờ là Farsel Lunica đã lập một giao ước với rồng Volcanica để vương quốc có thể nhận được sự bảo vệ từ rồng, đưa xung đột đi đến kết thúc. Giao kèo này quy định Volcanica bảo vệ vương quốc khỏi bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào, nhưng không đề cập gì với việc can thiệp vào các hoạt động tấn công hay xung đột nội bộ. 100 BA, giám mục đời tội tham lam Regulus Cornelius cùng với phù thủy hư vinh Pandora đã tấn công rừng Elia để tìm kiếm một phong ấn bí ẩn trong rừng. Nhiều sinh mạng Elf đã bị mất trong chiến dịch. Cuộc tấn công kết thúc khi Emilia đóng băng toàn bộ khu rừng trong lúc phẫn nộ không thể kiểm soát được. Khu rừng, Emilia và tất cả cư dân Elf đều bị đóng băng trong gần một thế kỷ. Khoảng 50 BA, một công chúa hoàng gia của Lunica, Emerada Lunica, đã chết khi còn trẻ vì một căn bệnh bí ẩn. Emerada Lunica có thể có hoặc không liên quan đến giám mục đại tội sát dục, Capella Emerada Lunica. Vì lý do không rõ, tin tức về cái chết của Emerada đã được giữ bí mật trong nhiều năm sau đó. Và vì những lý do lạ lùng, cô đã bị từ chối tổ chức quốc tang, lý do được tuyên bố một cách mơ hồ rằng ý kiến chung đa phần phản đối việc ấy. Khoảng 50-40 BA, một cuộc nội chiến kéo dài gần một thập kỷ, được đặt tên trực tiếp là Chiến tranh Á Nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vương quốc. Cuộc nội chiến, nói một cách chính xác hơn, là cuộc chiến giữa Á Nhân với nhân tộc ở vương quốc Lunica. Trước khi chiến sự bùng nổ, căng thẳng chủng tộc giữa nhân tộc và Á Nhân đã được thiết lập từ lâu và âm ỉ từ rất lâu. Do những hành động của phù thủy đố kỵ cách đây hàng trăm năm, bán Elf và các Á Nhân khác bị coi là dị giáo. Những căng thẳng chủng tộc liên tục gia tăng trong 350 năm. Một thời gian sau, một ngôi làng của Á Nhân đã có xung đột nhỏ với một người làng của con người. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, các đại diện của phía nhân tộc đã bị ám sát, dẫn đến việc cả hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ giết người, góp phần gây thêm hỗn loạn và bạo lực. Sự kiện này là tia lửa châm ngòi cho cuộc chiến. Ban đầu là cuộc nổi dậy của một số bộ lạc ở phía đông, và rồi sau đó, các cuộc nổi loạn tiếp tục lan rộng trên toàn bộ vương quốc, đến mức bế tắc mà đẫm máu. Nhờ vào nỗ lực của những người như kiếm thánh Teresia van Astria và một Wilhelm Trias mang biệt danh là quỷ kiếm vì sự tàn nhẫn tuyệt đối của anh ta trên chiến trường, cuối cùng phái Á Nhân đã bị dồn vào thế bí. Phái Á Nhân cuối cùng thừa nhận rằng sẽ không có lợi cho bất kỳ ai nếu tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, họ vẫn tuyên bố rằng bên họ không hề liên quan đến vụ ám sát kia. Nỗi đau kinh hoàng và bạo lực của chiến tranh vẫn còn tồn tại sâu bên trong hầu hết những cư dân của Lunica, cả nhân tộc lẫn Á Nhân. Vì không có vấn đề nào ở đây có thể thực sự được giải quyết chỉ bằng vũ lực, nên nhân tộc ngày nay vẫn giữ trong mình thành kiến lớn đối với các Á Nhân, ngay cả khi họ không nói ra điều đó. Một chi tiết nữa đáng được đề cập ở phần này, đó là trong suốt cuộc nội chiến, quỷ kiếm Wilhelm Trias và kiếm thánh Teresia van Astria đã gặp mặt nhau liên tục. Lần đầu tiên là tại một sân xây dựng bỏ hoang ở Hoàng Đô. Trong suốt 3 tháng, Wilhelm đã đánh giá lại cuộc đời đầy hoài nghi và bạo lực của mình thông qua việc kết nối với Teresia.
Lần sau đó, anh gặp lại cô là ở trên chiến trường, nơi Teresia cứu Wilhelm khỏi bị ái nhân áp đảo. Wilhelm cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ kiếm thuật cũng như vẻ đẹp của Teresia. Tuy nhiên, anh cũng bắt đầu nhận ra số phận trớ trêu của Teresia khi cô là người được những thanh kiếm yêu quý nhưng lại chẳng tìm thấy được ý nghĩa của việc vùng kiếm. Do vậy, anh quyết tâm giải thoát cô khỏi bổn phận kiếm thánh của mình. Khoảng 48 BA, trận chiến ở bình nguyên Castor, các ái nhân phục kích và định tuyến quân đội hoàng gia tại một trong những cuộc giao tranh lớn đầu tiên của cuộc chiến. Khoảng 45 BA, trận chiến đầm lầy Ahia, các ái nhân tiêu diệt 3 đội quân của nhân tộc trong trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến. Khoảng 40 BA, tại lễ kỷ niệm 2 năm ngày kết thúc cuộc nội chiến, Wilhelm Trias đã trở lại để cứu Teresia van Astrea khỏi cuộc sống của một kiếm thánh. Anh cầu hôn cô theo cách Mr. Wilhelm nhất, đó là bắt đầu một cuộc đấu kiếm. Và rồi năm sau đó, hai người họ kết hôn. Wilhelm Trias lấy họ của vợ mình và trở thành Wilhelm van Astrea. Và một thời gian sau, vai trò kiếm thánh tạm thời gác lại để cho Teresia sống cuộc sống hôn nhân. Một thời gian sau nữa, Henkel Astrea, phó chỉ huy tương lai của đội cận vệ hoàng gia tinh nhuệ đã ra đời. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Á Nhân, giám mục đại tội kiêu ngạo Strivolatia bắt đầu một chiến dịch hoạt động bí mật chống lại vương quốc Lugnica. Lúc đầu thì là bí mật, như mình vừa đề cập. Nhưng sau khi kiếm thánh Teresia van Astrea được xác định là đang mang thai, thì từ đó làm tới luôn. Đến điểm là việc triệu hồi Hắc Long, sinh vật có khả năng hủy diệt cả đất nước nếu như không có sự can thiệp của rồng Volcanica lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ. 14 BA, sự kiện thứ nhất, kiếm thánh Teresia van Astrea cùng một đội kỵ sĩ được cử đi thám hiểm để khuất phục cả voi trắng. Sinh vật đã xuất hiện ở đất nước vào khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã kết thúc một cách thảm khốc và Teresia không nằm trong số ít những người sống sót trở về. Sự kiện này về sau được nhớ đến với cái tên cuộc thám hiểm vĩ đại đầu tiên. Có một sự việc mà có thể bạn chưa biết, Reinhard van Astrea trở thành kiếm thánh tiếp theo khi còn 5 tuổi. Việc cậu thừa kế những phước lành và sức mạnh của kiếm thánh đến khá là không đúng lúc, vì việc chuyển giao sức mạnh này lại đột ngột diễn ra đúng vào thời điểm Teresia van Astrea đang trong giữa giật trận chiến với cá voi trắng, khiến Teresia mất đi sức mạnh kiếm thánh và vô tình dẫn đến cái chết của cô. Con gái sơ sinh của Fort Lunica, em trai của vị vua thứ 41 Randohan của Lunica, bị bắt cóc bởi những tên trộm đã lẻn vào lâu đài của ông mà không bị phát hiện. Đứa trẻ đã không bao giờ tìm lại được. Có khả năng là ai đó trong đội cận vệ hoàng gia tinh nhuệ đã cho phép những kẻ xâm nhập trốn thoát ngay khi chúng sắp bị bắt. Cũng có tin đồn rằng những tên trộm được thuê bởi Henkel Astrea, còn lý do thì không rõ. Sự việc và thậm chí cả sự tồn tại của đứa trẻ đều không được biết đến công khai, nhưng việc bắt cóc đứa bé hoàng gia đã gây ra hậu quả lớn trong nội bộ của đội cận vệ hoàng gia. Đây là một trong số ít những sự kiện không được ghi lại trên bia rồng. Tuy nhiên, Felt, một ứng cử viên hiện tại cho vị trí quốc vương đời kế tiếp, được cho là có những nét đặc trưng của dòng dõi Lugnica. Do vậy, cô bé bị nghi ngờ là đứa trẻ mất tích ấy. 13 BA, những tin đồn nhiễu loạn liên quan đến nhà Argyll và cáo buộc về việc Ferris Argyll bị lạm dụng và tra tấn bởi chính cha mình. Ben Argyll đã được điều tra bởi công tước Carsten và con gái của ông, Crush Carsten. Kết quả, cuộc điều tra dẫn đến kết cục là gia đình Argyll tan hoang, mất hết lãnh thổ và tài sản, giành giữ được một mảnh đất hoang. Chính điều này đã đứt tước đi địa vị quý tộc của họ. 10 BA, làng Oni cuối cùng bị tấn công bất ngờ và bị phá hủy bởi giáo phái phù thủy. Tất cả các Oni đang cư trú đều bị thảm sát, ngoại trừ hai chị em Oni là Rem và Ram, hiện đang cư trú tại lãnh địa của Rosa Leomaster. 7 BA, Puck, một tinh linh được tạo ra bởi phù thủy tham lam Echidna, đã làm tan lớp băng đá đang bao phủ quanh Emilia ở rừng Elier. Puck bắt đầu đóng vai trò như một người bạn và người cố vấn của Emilia. Năm này cũng là năm diễn ra sự kiện được ghi vào lịch sử với cái tên Ngày mà đất và trời đều màu đỏ, xảy ra khi đại tinh linh lửa Melaquira tấn công rừng Elia trong quá trình tìm kiếm Emilia, bán elf mà đại tinh linh đó gọi là bán phù thủy. Puck đã bảo vệ Emilia và chiến đấu với Mekalua. Mekalura thua trận và chết. Puck được thừa kế danh hiệu đại tinh linh lửa tiếp theo. 5 BA, sự kiện 1, bình nguyên Fortua bị tàn phá bởi thỏ khổng lồ và các làng xung quanh buộc phải sơ tán. Công tước Carsten và thuộc hạ gặp nó trong trận chiến, nhưng ông đã bị thương. Rush Carsten, khi đó 17 tuổi, đã đến so với Ferris Argyll cùng một đội binh lính khác và tìm cách xua đuổi sinh vật này. Sự kiện 2, Hannah Argyll, vợ của Ben Argyll, đột ngột qua đời. Ben Argyll, nay đã là một kẻ cùng đường trong xã hội Lugnica, bắt đầu tra đà, lún sâu hơn vào nghiên cứu bất hợp pháp về việc hồi sinh. Mãi sau này người ta mới phát hiện ra rằng Ben đã giết vợ mình một cách dã man. Lý do thì không rõ.
Thế nhưng, những vết đâm điên cuồng trên cơ thể nạn nhân đã gợi ý rằng có một cuộc tranh cãi dữ dội nào đó đã xảy ra. 2BA, sự kiện 1, tất cả các thành viên của hoàng tộc bắt đầu qua đời hàng loạt do cùng một căn bệnh không rõ nguyên nhân, được cho là cùng căn bệnh đã giết chết công chúa Emerida. Sự kiện 2, Ferris Argyll trở thành hiệp sĩ vương quốc và gia nhập đội cận vệ hoàng gia qua sự giới thiệu của viện trị liệu hoàng gia. Vì phước lành của nước đã ban cho cậu khả năng chữa trị đáng kinh ngạc, khiến cậu đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của quân đội. Vì cậu được bổ nhiệm vào đội cận vệ hoàng gia còn là nhờ có sự giới thiệu của Foria Lucnica, hoàng tử thứ tư của Lucnica, đồng thời là bạn thân của Ferris. Sự kiện 3, Bian Argyll được phát hiện đã liên lạc với một thành viên hoạt động đặc biệt của đế chế Volatia để có được nô lệ cho thí nghiệm trên con người. Nhờ Corsten một lần nữa nhận nhiệm vụ điều tra gia đình Argyll, và những sự kiện sau đó dẫn đến cuộc đụng độ tại điền trang Argyll giữa dân quân Corsten và những người lính sát sống của Bian, kết quả của các thí nghiệm hồi sinh của ông ta. Bian đã thành công trong việc hồi sinh vợ của mình trong một thời gian ngắn, chỉ để người vợ siết cổ ông ta đến chết. Hannah Regret, linh hồn cuối cùng trong dinh thự và cũng là người hầu gái duy nhất, đã nhốt mình trong phòng với Bian và vợ ông khi dinh thự bị thiêu rụi sau trận chiến. Sự kiện được che đậy và những cư dân của trang viện Argyll được chính thức tuyên bố là đã chết do một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên. Sự kiện 4, giống như trường hợp của những người còn lại trong hoàng tộc, Foria Lucnica bị ốm vì dịch bệnh bí ẩn. Cha của anh là vua Radoihan Lucnica cũng bị ốm bệnh trong khoảng thời gian này. Hoàng tộc đã thực sự bị tê liệt. Một năm trước khi Subaru đến, 1BA, sự kiện 1, hoàng tử Foria Lucnica qua đời một cách thanh thản sau một năm dài chống chọi với bệnh tật. Với giấc mơ cuối cùng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh bình yên ra đi trong lòng Crunch Corsten, người phụ nữ anh yêu. Ferris chính thức trở thành hiệp sĩ Crunch và Crunch chính thức bắt đầu cuộc đua của mình cho sự kiện bầu cử quốc vương. Cô chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái chết của hoàng tử. Sự diệt vong của hoàng tộc Lucnica dẫn đến việc hủy bỏ giao ước giữa vương quốc Lucnica và rồng Volcanica và việc ngai vàng bị bỏ trốn có nguy cơ trở thành một vấn đề quốc gia nghiêm trọng. Hội đồng các bộ lão do thủ tướng Milotov McMahon đứng đầu đã đảm nhận việc điều hành chính phủ và quản lý việc tranh cử ngôi vị quốc vương. Crush là ứng cử viên đầu tiên trong số 5 ứng cử viên được phát hiện là có đủ điều kiện để trở thành người cai trị mới của Lucnica, thể hiện ở việc cô là người đã được huy hiệu rồng chỉ ra và lựa chọn. Cô ngay lập tức đến gặp quyền kiếm Wilhelm van Astria. Giờ đã là một người đàn ông lớn tuổi nhưng năng lực thì vẫn thượng thừa và cô mời ông về phe của mình. Đổi lại, nhà Corsten sẽ trợ giúp Wilhelm trong việc săn bắt cả voi trắng, chính là con quái vật đã giết chết vợ ông. Sự kiện 2, Rosa L. Mathers gặp Emilia và Puck. Sau khi Puck và Rosa chiến đấu nửa ngày với nhau, Emilia đã xoa dịu tình hình và chấp nhận lời mời của Rosa đến dinh thự của anh. Sau khi Rosa cho cô xem huy hiệu rồng và lôi kéo cô tham gia cuộc tuyển chọn quốc vương với mục đích giải phóng cho các elf. Sự kiện 3, Priscilla Barriel được phát hiện là một ứng cử viên khác cho ngôi vị quốc vương. Cô là con gái của hoàng đế Drizzen Volatia và là vợ trẻ của lãnh chúa nổi tiếng Lep Barriel. Một giải đấu được tổ chức để cô chọn một hiệp sĩ cá nhân cho mình trong số 50 người. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là một cựu đấu sĩ tên Aldebaran lại là người được chọn, mặc dù anh ta không vào được nổi đến top 4. Một thời gian ngắn sau đó, sức khỏe của Lep suy giảm sau khi bị sốc một cách bí ẩn và sau đó thì ông qua đời. Vì là người thừa kế duy nhất nên Priscilla giành được quyền cai quản lãnh thổ của Lep, vùng đất bỗng thịnh vượng một cách thần kỳ nhờ vào sự may mắn thần thánh của cô. 6 tháng trước khi Subaru đến, 6 tháng BA, vương quốc Lucnica tham gia một hiệp ước không xâm phạm với Volatia. Vậy là mình đã điểm qua những sự kiện tiêu biểu và đáng chú ý nhất của thế giới Isekai trước khi Subaru được triệu hồi đến. Những gì diễn ra sau khi cậu đến đây thì ai xem phim chắc cũng rõ rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi các tác phẩm để xem những bí ẩn sẽ được bật mí như thế nào nha. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy có vấn đề gì ở video lần này thì hãy comment bên dưới để hai đứa tộc được biết và khắc phục ở các video tiếp theo nha. Còn nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như nhấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh nút subscribe. Còn nếu đây là lần đầu bạn đến với hai đề tộc thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của bọn mình nhé. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các nội dung tiếp theo.